Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cuối năm, trên các hội nhóm giao bán bất động sản thường xuất hiện những thông tin gấp gáp với lý do vỡ nợ, ngân hàng thanh lý nhằm câu khách, người mua phải hết sức thận trọng. Chỉ cần vài click chuột, người mua có thể dễ dàng tìm thấy hàng ngàn thông tin giao bán kèm theo hình ảnh, số điện thoại liên hệ. Trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo liên tục xuất hiện những bài quảng cáo bán đất với những lời giới thiệu hấp dẫn như ngân hàng bán bất động sản giá tốt tại mua tài sản liên hệ ngay. Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Văn Bê, tỉnh Hưng Yên cho biết anh là một trong những khách hàng đã mắc phải chiêu lừa đảo của môi giới. Anh Bê kể lại, anh được môi giới quảng cáo có một miếng đất tại thành phố Hưng Yên đang được ngân hàng thanh lý với mức giá hời, dao động từ 700 đến 900 triệu một nền, khoảng 90m². Nghe có thể mua được với giá hời tại trung tâm thành phố, lại có sổ đỏ nên anh vội vàng chấp lấy cơ hội trúng mánh. Tiếp anh B là một nhân viên với lời giới thiệu, lô đất này hiếm lắm đó anh, bọn em phải canh mãi, chờ đến lúc ngân hàng họ bung ra là mua số lượng lớn nên mới có giá hời như vậy để bán lại. Sau khi thanh toán 95%, anh sẽ được làm thủ tục sang tên công chứng luôn. Anh yên tâm đất này mua chắc chắn bán lại sẽ có lời ngon, nhân viên này cam kết. Nghe anh B băn khoăn về giấy tờ nhà đất, nhân viên môi giới cũng khẳng định đây là đất do ngân hàng thanh lý nên anh yên tâm, đảm bảo khi thanh toán 95% sẽ được rút sổ. Vì nhẹ dạ nên anh cũng đặt cọc trước cho nhân viên, nhưng đến ngày lấy sổ, anh không thể liên hệ được cho nhân viên. Đến khi hỏi lại trực tiếp tại ngân hàng, anh mới biết rằng mình đã mắc bẫy của họ. Tôi đã lấy hết số tiền mình tích góp bao lâu nay, thậm chí tôi còn phải đi vay thêm ngân hàng một khoản. Giờ tiền mất tôi còn gánh thêm một khoản nợ hàng trăm triệu. Mong mọi người đừng nhẹ dạ mà tin người dễ dàng như tôi. Hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi mua những tài sản có giá trị lớn như vậy, anh B chia sẻ. May mắn hơn anh B, chị Nguyễn Kim A, Hà Nội, trước khi định rút ra 30 triệu để đặt cọc mua một lô đất tại quận Nam Từ Liêm cho môi giới. Để chắc chắn, chị đã yêu cầu nhân viên dẫn đi xem đất và hỏi thêm một số thông tin về lô đất mình sắp mua. Môi giới này chỉ long vong diễn thuyết về những khoản lợi nhuận hấp dẫn của khách hàng khi mua đất, ngân hàng thanh lý. Đồng thời, người này liên tục trình cho chị A xem danh sách một loạt dài 4 đến 5 trang về các khách hàng đã mua đất để tăng sự tin tưởng. Tuy nhiên, khi chị yêu cầu môi giới dắt đi xem đất để chắc chắn đặt cọc, nhân viên môi giới đã dẫn chị A đi long vong khắp quận Nam Từ Liêm rồi dắt ra những địa chỉ xa nội thành hơn. Nhận thấy được điều không ổn từ nhân viên môi giới, chị A quyết định không mua mảnh đất này. Ông Nguyễn Mạnh, một chuyên gia bất động sản tại Hà Nội cho biết đây thực chất chỉ là chiêu trò bán hàng của một số người làm môi giới nhà đất. Để bán được hàng, họ không ngần ngại sử dụng những chiêu trò để đánh vào tâm lý ham rẻ của khách hàng, kể cả mạo danh ngân hàng. Đây chủ yếu là những người môi giới tự do hoặc những công ty bất động sản có quy mô nhỏ. Điều này cũng rất dễ hiểu bởi khi họ bán được hàng thì mới có doanh thu và hưởng lương, cộng hoa hồng. Vì thế, trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng xã hội, các trang giao vặt, có rất nhiều thông tin về nhà đất giá rẻ do ngân hàng thanh lý, nhưng thực tế hoàn toàn không phải. Do đó, người mua cần phải hết sức cẩn trọng, tìm hiểu kỹ sản phẩm đó trước khi quyết định đặt cọc, ông Mạnh chia sẻ. Trong bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn, nhu cầu bán nhà, đất giảm giá là có thật. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng không ít môi giới lợi dụng bối cảnh thị trường để gom thông tin dữ liệu của người có nhu cầu đầu tư bất động sản, từ đó dẫn dắt họ tham gia vào các dự án không rõ pháp lý. Luật sư Trần Minh Cường, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định khi thanh lý tài sản, các ngân hàng thường phải đăng tải thông tin trên website và các phương tiện truyền thông chứ không sử dụng hình thức như telesale, gọi điện, chạy quảng cáo trên mạng xã hội hay thông qua có đất. Do đó có thể khẳng định thông tin trên tờ rơi, tin nhắn giao bán đất là tài sản thanh lý của ngân hàng đều là mạo danh và có dấu hiệu lừa dối khách hàng. Các cò đất hoặc công ty môi giới sử dụng chiêu này để dễ dụ được người mua hơn. Họ đánh vào tâm lý khách hàng như dùng từ thanh lý giá rẻ. Làm gì có chuyện đất ngân hàng thanh lý mà giao bán rầm rộ như bán rau. Năm nay thị trường khó khăn nên môi giới sẽ có rất nhiều chiêu để dụ khách hàng. Do đó các nhà đầu tư cần cẩn trọng hết mức với những bài quảng cáo đất đai giá rẻ hơn nhiều lần so với thực tế, luật sư Cường bày tỏ. Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển cho rằng, về khía cạnh thị trường, những mỹ từ như thanh lý, giá rẻ chỉ là kỹ thuật quảng cáo nhằm lôi kéo khách hàng tới.
Bằng thuật ngữ ngân hàng thanh lý, người môi giới nhà đất đánh vào tâm lý người dân, nghĩ rằng cái gì thanh lý giá cũng rẻ và có ngân hàng đứng đằng sau thì sẽ an tâm hơn. Nhưng đa phần những đất nền này đều ở xa, thuộc loại kén người mua hoặc có vấn đề về pháp lý. Với những dự án đất giá rẻ, thấp hơn giá trung bình trên thị trường khu vực thì thường tiềm ẩn yếu tố rủi ro pháp lý, hoặc là giấy tờ chưa hợp lệ, hoặc là khu vực đó chưa được phép phân lô tách thửa. Do đó, nhà đầu tư cần phải đặc biệt quan tâm để tránh mất tiền oan vì những loại tài sản không rõ nguồn gốc, pháp lý mập mờ. Ông Hiền khuyến cáo. Một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản đưa ra lời khuyên, trước khi quyết định mua, khách hàng phải kiểm tra thật kỹ xem đất đã ra sổ chưa. Với hợp đồng mua bán, cần rà soát kỹ để tránh các điều khoản bất lợi cho mình. Đối với tài sản thế chấp, cần phải quan tâm xem đã được giải chấp chưa. Ngoài ra, khách hàng cần kiểm tra kỹ xem dự án đó nằm trong khu quy hoạch chưa, cơ sở hạ tầng thế nào. Nếu không kiểm tra kỹ, lỡ dính vào một tài sản không rõ ràng, thì sau này khách hàng sẽ rất phiền toái. Số liệu thống kê công bố mới đây của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS cho thấy tỷ lệ hấp thụ bất động sản tăng dần qua các quý trong năm 2023. Tổng giao dịch cả năm 2023 đạt 18.600 sản phẩm so với con số năm 2022 là 18.900 sản phẩm. Theo báo cáo mới đây của công ty CBRE, thị trường nhà ở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 ghi nhận những điểm sáng nhưng cũng nhiều thách thức. Về nguồn cung, cả hai thành phố đều có tổng nguồn cung mở bán mới trong năm 2023 đạt mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Dữ liệu của một chuyên trang liên quan đến bất động sản cũng cho thấy thị trường đã dần phục hồi theo 4 giai đoạn chính là thăm dò, củng cố, khởi sắc, ổn định. Hiện thị trường đã bước qua giai đoạn thăm dò vào cuối năm 2023 và đang dừng lại ở giai đoạn củng cố trong quý 1 đến quý 2 năm nay. Từ quý 3 đến quý 4 năm nay, thị trường bất động sản dự kiến bước vào giai đoạn khởi sắc và ổn định tăng trưởng vào năm 2025. Đánh giá về thị trường, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, cho rằng năm 2024 sẽ là một năm thách thức đối với ngành bất động sản. Tuy nhiên, những thách thức này cũng mở ra các cơ hội lớn để thị trường tăng tốc trong thời gian tới. Có thể thấy, việc ra hàng của nhiều dự án mở bán cuối năm 2023 cho thấy thị trường bất động sản đang trên đà phục hồi. Cùng với đó, các chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước, hành lang pháp lý cũng đang hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường trong thời gian tới. Đây sẽ là tiền đề cho thị trường địa ốc cất cánh. Do đó, trong năm 2024, nhà đầu tư thấy được cơ hội tốt có thể tranh thủ bắt đáy thị trường để lựa chọn và mua sản phẩm ưng ý nhất với giá tốt nhất. Đồng quan điểm, ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh công ty có tên gọi Một Nhà, cũng cho rằng đây là cơ hội tốt để mua nhà. Trong hoạt động đầu tư, quan trọng nhất là phải nhìn ra sớm cơ hội và dự đoán được tiềm năng của cơ hội đó. Bởi đến khi thị trường đã có tín hiệu rõ ràng rồi, thì đó là tín hiệu cho số đông. Vì vậy, nhà đầu tư nên căn cứ vào dòng tiền cũng như khả năng tài chính của mình để quyết định. Ở thời điểm hiện tại, nhiều chủ đầu tư đã cắt giảm lợi nhuận và đưa ra giải pháp tài chính thông qua các chính sách bán hàng cũng như tiến độ thanh toán. Đồng nghĩa rằng chủ đầu tư chấp nhận giảm biên độ lợi nhuận xuống, do đó nên mua bất động sản để chờ thay vì chờ để mua. Bởi những bất động sản đẹp thì ít khi sinh ra lần thứ hai và cơ hội không có nhiều. Mặt khác, như chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang lưu ý, hiện nay không phải thời điểm để tính toán đầu tư ngắn hạn. Những nhà đầu tư mới, chưa chuyên nghiệp thì chưa nên vội tham gia đầu tư lúc này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!